Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện quyền sùng ngỗ tác y phi truyện của tác giả Bộ Nguyệt Thiền Trang. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. chương 21 ra tay. Lão phu nhân, xảy ra chuyện lớn rồi. Xe ngựa vừa mới dừng lại đã có một hạ nhân trong tần phủ bổ nhào đến. Thái Hà vén rèm xe lên nhíu mày, xảy ra chuyện gì không thể để vào trong phủ rồi nói sao? Gào thét ở ngoài cửa phủ thì còn ra thể thống gì? Thái Hà cô nương, chỉ sợ là không kịp nữa. Hạ nhân hoảng loạn nói. Đại thiếu gia đón thiếu phu nhân về đây, nhưng vừa mới vào trong phủ thì thiếu phu nhân lại cảm thấy trong người không khỏe, vừa rồi lại còn thấy ra máu. Thủ hạ đã đi mời Hoàng thần y nhưng hôm nay Hoàng thần y không ở trong phủ. Vừa nghe đến đây tưởng thị lập tức thò đầu ra hôm nay hoàng thần y ở trong an dương hầu phủ nhưng bây giờ lại không biết ở chỗ nào người lập tức đi nhân thọ đường mời dương đại phu hạ nhân kia vẻ mặt nhăn nhó nói đã mời rồi đã mời rồi dương đại phu đã ở trong phủ nhưng ngay cả dương đại phu cũng nói thiếu phu nhân gặp nguy hiểm nói là không thể cầm máu chỉ sợ có khi cả mẹ lẫn con đều cứu không được mau mau vào xem sao lâm thị hoảng hốt vội vàng đỡ tường thị vào phủ Tần Sương và mấy người Tần Tương nghe vậy cũng xuống xe ngựa, trong mắt đều đong đầy sự lo lắng. Tần Hoan đứng ở sau cùng cũng nhăn mày. Đại thiếu gia Tần Phủ là Tần Sâm, năm ngoái cưới thứ nữ Diêu Tâm Lan của Chi Phủ Kiến Châu. Hiện giờ Diêu Tâm Lan đã có thai 7 tháng, một tháng trước Diêu Tâm Lan quay về Kiến Châu thăm nhà, mừng đại thọ của Diêu Phủ, còn Tần Sâm thì hơn 10 ngày trước mới đến đón Diêu Tâm Lan về nhà chẳng lẽ dọc đường diêu tâm lan đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên đã động thai khí. Tường thị và lâm thị đi nhanh ở phía trước, ngay sau đó là tần tương kéo theo tần xương. Muội muội, chúng ta cũng đi thăm đại tàu. Tần xương vội vàng gật đầu, ngay cả tần lệ cũng đi theo các nàng đi về hướng lâm phong viện của tần sâm. Tần hoan và phục linh vào phủ sau cùng, nàng thoáng trần chờ nhưng cuối cùng cũng chạy vội theo mọi người. Cái thai trong bụng Diêu Tâm Lan chính là vị chất tử đầu tiên của Tần Phủ, Tường Thị và Lâm Thị cực kỳ quan tâm. Mọi người vừa đi đến cửa Lâm Phong Viện thì nhìn thấy một lão giả mặc áo màu xám cho đi từ bên trong ra. Tưởng thị nhớn mày. Dương Đại Phu, ngài đây là. Dương Đại Phu tên là Dương Nhân Lâm, mặc dù chỉ kém Hoàng Thần Y ở chỗ thân phận ngự y, thế nhưng ông cũng là một đại phu có danh tiếng cực tốt ở thành Cẩm Châu. Hiện tại ông lại lắc đầu chán nản. Tưởng phu nhân, mọi người lẽ ra phải gọi ta đến sớm hơn, hiện tại. Thứ lỗi cho ta bất lực, mọi người mau đi mời hoàng thần y đi. Lâm thị nghe thấy thế dưới chân liền mềm nhũn, chỉ có Tưởng thị còn giữ được bình tĩnh. Dương đại phu, ngài còn chưa thử thì sao lại? Dương nhân Lâm phất phất tay. Không phải ta không thử, vừa nhìn là ta đã biết thiếu phu nhân không ổn rồi mau lên đừng để chậm trễ thời gian nữa, nếu như trong cẩm châu có ai có thể cứu thiếu phu nhân thì chỉ còn có hoàng thần y thôi, tại hạ xin cáo lỗi. Dương nhân lâm nói xong liền đi ra ngoài, lâm thị còn muốn đi theo nói gì đó nhưng tưởng thị đã kéo bà lại. Bà quay đầu lại dặn dò tần lệ đang ở phía sau. Đi, người lập tức đi tìm hoàng thần y. Hắn hoặc là còn ở An Dương Hầu Phủ, hoặc là đã về tiệm thuốc của chính mình nếu không thì có lẽ là ở nhà hát phía nam, đi mau, dẫn người theo cùng đi tìm. Tưởng thị lạnh lùng sáng giọng làm tần lệ cũng nghiêm túc hẳn lên, hắn vội vàng xoay lại đi gọi người đến. Nhưng An Dương Hầu Phủ ở Thành Đông, nhà hát ở Thành Nam, tiệm thuốc của Hoàng Cẩm Nguyên lại ở hướng Đông Bắc, tính từ An Dương Hầu Phủ đi mấy chỗ này tìm cũng phải đi gần đến nửa canh giờ chạy quanh mấy chỗ này cho dù có tìm được Hoàng Cẩm Nguyên thì cũng đã tốn hết một canh giờ rồi. Tưởng thị biết đấy là hy vọng xa vời, thế nhưng bà vẫn giữ được bình tĩnh, bước chân vững vàng đi vào lâm phong viện. Vừa vào bên trong liền cảm thấy cả bầu không khí bi thương. Tưởng thị và lâm thị đi nhanh vào trong buồng, vừa lúc thấy tần sâm đang đi ra ngoài. Thân hình tần sâm cao lớn, dung mạo đường nét thanh thoát nho nhã. Hắn mặc bộ quần áo màu xanh lá trúc, khí chất rất ôn hòa, nhưng vì Diêu Tâm Lan xảy ra chuyện nên hắn nhíu chặt mày, trong mắt đầy sự lo lắng. "Tổ mẫu, mẫu thân, mọi người quay về rồi." "Tâm Lan đâu?" "Tâm Lan thế nào rồi?" Tưởng thị không nói câu nào với hắn, bà cứ thế bước thẳng vào nội thất, vừa đến cửa phòng đã thấy Diêu Tâm Lan đang đau đớn vặn vẹo người khiến cho Tưởng thị cũng đau lòng, bà bước nhanh đến bên cạnh giường tâm lan, tổ, mẫu, mẫu thân. Ở trên giường, Diêu tâm lan chỉ mặc mỗi áo lót nằm trong chăn gấm, bụng nàng cao gần đến cổ, sắc mặt tái mét, đôi môi khô nứt, mồ hôi lạnh chảy ra như mưa, vừa nhìn thấy tưởng thị và lâm thị, nước mắt nàng lại muốn trào ra. Tưởng thị nắm chắc một tay Diêu tâm lan. Con ngoan, đừng sợ hãi, hoàng thần y sắp đến đây rồi, đừng sợ. Nói xong lại đưa mắt về phía Tần Sâm. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lúc đi có một mình lại không làm sao, giờ quay về có thêm người nữa mà lại bị như vậy. Tần Sâm đau xót. Tại con, đều tại con không chăm sóc tốt cho nàng. Tổ mẫu, đừng trách chàng. Khuôn mặt Diêu Tâm Lan nhỏ nhắn, chỉ to cỡ bàn tay, mắt hạnh môi anh đào, cánh mũi cao hơi vỉnh, vừa nhìn đã khiến cho người ta phải yêu mến. Thế nhưng hiện tại vì đau đớn nên mặt nàng trắng bệch lại ướt đẫm mồ hôi, yếu ớt giống như búp bê xứ khẽ chạm vào sẽ vỡ tan. Tại con, tại con cứ rục chàng đi nhanh hơn để về nhà sớm một chút, cho nên mới. Khuôn mặt luôn nghiêm nghị của tưởng thị rất hiếm khi thấy được vẻ thương xót, bà xoa xoa đầu diêu tâm lan. nha đầu ngốc, đừng sợ, hoàng thần y đến đây là mọi chuyện sẽ ổn, con là một đứa có phúc, vì Sâm Nhi và đứa nhỏ nên con cũng phải cố gắng lên. Diêu Tâm Lan lắc đầu, nước mắt cứ thế lăn xuống. Tổ mẫu, con. Có khi con sắp chết rồi, hài tử có lẽ cũng sắp không giữ được. Tổ mẫu, con có lỗi với tần gia, sau khi con chết rồi người hãy cho phép Sâm ca cưới người chi kỷ, như vậy con mới có thể an tâm. Lâm thị đỏ bừng mắt, ngay cả tường thị cũng hơi rưng rưng. Tần Sâm nửa quỳ ở bên cạnh giường, hắn nắm lấy tay Diêu Tâm Lan. "Lan nhi, nàng sẽ không chết, con của chúng ta đương nhiên sẽ giữ được, nàng hãy kiên cường lên, hoàng thần y sắp đến rồi." Giọng nói Tần Sâm run rẩy, ở phía sau Tần Tương và Tần Sương không nhịn được nữa khóc nấc lên. Diêu Tâm Lan thở dốc, giọng nói càng lúc càng không có sức sống. "Sâm ca ta không kiên trì nổi rồi ta, ta rất thỏa mãn vì đã được gả cho chàng." chỉ là chỉ là không sinh được hài tử ra cho chàng. Trong phòng ai ai cũng nghẹn ngào, mấy tỷ nữ thiếp thân của Diêu Tâm Lan đứng bên cạnh cũng quỳ xuống khóc nức nở. Tần Sâm cũng quỳ bên giường, hai tay nắm chặt tay Diêu Tâm Lan, giọng nói nghẹn ngào. "Lan Nhi, Lan Nhi, nàng có thể kiên trì, đợi hoàng thần y tới, hoàng thần y nhất định có thể." Tình trạng này của nàng thì ngay cả hoàng thần y đến cũng bó tay chịu thua một giọng nói lạnh lùng trầm ổn vang lên, tường thị nhớn mày, những người khác cũng đồng thời quay đầu, lúc này mọi người mới phát hiện hóa ra tần hoan đã đi đến đây được một lúc. Nàng đứng ở cửa, khuôn mặt bị che khuất nên không nhìn ra nàng có biểu cảm gì, nhưng mặc dù nàng chỉ đứng im lặng ở đó thì khí chất nàng tỏa ra cũng có uy lực cường đại hơn bất cứ kẻ nào. Tần sâm sừng sốt, khuôn mặt hắn đan sen giữa đau khổ và kinh ngạc một lúc sau mới khẽ nói. Đây là, cửu muội muội. Gì, c s b i h n x Tần Sâm vừa nói xong, Tần Sương đã trao mày tiến lên. Ngươi đến đây làm gì? Đại tàu đang nguy kịch mà ngươi lại ở đây châm chọc. Ngươi cút ra ngoài cho ta. Không có ai nhớ đến danh tiếng, y tiên, của Tần Hoan, cũng có thể nói, ngay từ đầu đã không có ai tin chuyện này. Tần Hoan nhíu mày, không lùi lại mà còn tiến lên, nàng không nhìn ai khác mà chỉ nhìn Tần Sâm. Đi tìm một bộ ngân châm đến đây, ta có thể cứu được nàng. Tần Sâm sừng sốt, những người khác cũng bắt đầu do dự. Tần Hoan mím môi. Ngây ra đấy làm gì? Ngươi muốn nhìn nàng chết sao? Thái dương Tần Sâm run rẩy, hắn căn bản không nên tin Tần Hoan. Thế nhưng hắn bị ánh mắt bình tĩnh trầm ổn của Tần Hoan bắn trúng, nên hắn cố sức đánh liều một lần chạy ra cửa phòng. "Đi, nhanh, vào kho thuốc trong phủ lấy một bộ ngân châm đến đây. Nhanh lên." Tần Sâm gào khan cả cổ, dặn dò xong lại quay người vào trong, không thể tin được nhìn sang Tần Hoan. Tần Hoan cúi xuống nhìn vào Diêu Tâm Lan cũng đang ngẩn ra. Tất cả mọi người đều lui hết ra bên ngoài. Nàng ra lệnh, đương nhiên là cũng bao gồm cả Tường thị và Lâm thị. Tần Tương nghiến răng, "Vì sao bọn ta phải ra ngoài? Ngươi lại bày trò lừa bịp gì? Ngươi nói ngươi có thể cứu đại tẩu, chúng ta không tin. Chúng ta phải đứng xem mới yên tâm. Ngươi dựa vào cái gì bắt chúng ta phải nghe lệnh ngươi?" Tần Hoan ngồi thẳng lên giường, vươn tay ra bắt mạch cho Diêu Tâm Lan vẻ mặt nàng dịu dàng giống như tất cả các đại phu tập trung xem mạch cho bệnh nhân. Thế nhưng lời nói vừa ra khỏi miệng lại lạnh lùng tàn nhẫn khiến cho người khác phải sợ hãi trong vô thức. Mạng của nàng nằm trong tay ta. Các người muốn cũng phải nghe, không muốn cũng phải nghe. chương 22, Phi Phạm Mẫu thân, đã gần nửa canh giờ rồi, sao còn chưa đi ra? Phải đó, tổ mẫu, sao không nghe thấy một chút tiếng động nào? Lâm thị và Tần Sâm đứng ở ngay cửa vào nội thất, luôn luôn nhìn vào bên trong thăm dò. Tường thị lại ngồi nghiêm trang, tay nắm chặt Phật châu, Tần Sương tiến lên phía trước nói: "Hay là để đại ca vào xem sao?" Tần Sâm nghe thế cũng định đi vào nhưng Tường thị lại lắc đầu. "Mặc thư ở bên trong, cứ chờ đi." Mặc thư là tỷ nữ thiếp thân của Diêu Tâm Lan, Tần Hoan chỉ giữ mình nàng ta lại lâm thị thở dài khóe mắt vẫn ửng hồng cho đến bây giờ cũng chỉ còn biết tin vào hoan nhi thôi nói xong trừng mắt về phía tần sâm sâm nhi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì có phải có cái gì ngoài ý muốn không tần sâm vội lắc đầu trên đường quay về tâm lan hơi buồn bực nhưng con hỏi nàng cũng không nói gì con đoán là do chuyện trong nhà nên không tiện hỏi nhiều sau đó con thấy trời không còn sớm nữa nên nói xa phu đi nhanh một chút có khi là là do đường xá sóc nảy quá mức tần sâm nói xong ôm đầu đau khổ giọng cũng nức nở con không ngờ đến sẽ nghiêm trọng như vậy lâm thị vội vàng đi qua vỗ vỗ vai hắn được rồi được rồi tâm lân nhất định sẽ ổn thôi lời này của lâm thị chỉ là an ủi ngay cả chính bà cũng không dám chắc tần hoan có thể cứu diêu tâm lan hay không nhưng trước mắt hoàng thần y còn chưa đến mặc dù không cam tâm tình nguyện nhưng mọi người chỉ còn mỗi cách đặt hy vọng vào tần hoan tần hoan tần hoan nó có thể không mặc dù nó đã cứu thái trưởng công chúa nhưng thái trưởng công chúa là bị bệnh gì đại tẩu đây là một người hai mạng nếu tần hoan thất thủ nếu tần tương thì thào xong khóe mắt ứng đỏ nhưng lại phảng phất có chốt cáu giận Diêu Tâm Lan gặp chuyện không may cũng không liên quan gì đến Tần Hoan, thế nhưng nếu Tần Hoan không cứu được Diêu Tâm Lan thì toàn bộ Tần phủ nhất định sẽ không bỏ qua cho Tần Hoan. "Lão phu nhân, phu nhân, thiếu gia, mọi người có thể vào trong rồi." Tần Tương vừa mới nghĩ đến đây thì Mặc thư kích động nói to. Tưởng thị đứng dậy, vội vàng đi vào trong. Lâm thị và Tần Sâm mỗi người đỡ ở một bên, mọi người rất nhanh đã vào đến nội thất vừa mới vào cửa đã thấy tần hoan đứng ở cuối giường thu dọn ngân châm. Còn diêu tâm lan nằm trên giường nhắm chặt mắt giống như đã tắt thở. Đại tẩu! Đại tẩu làm sao vậy? Tần tương trợn mắt nhìn tần hoan sau đó quát to, mặc thư vội vàng đáp lời. Ngũ tiểu thư không cần lo lắng, tiểu thư đã ngủ rồi, vừa rồi tiểu thư còn nói mấy câu, ngay cả máu cũng ngừng chảy rồi. Tần xương sừng sốt, Lâm Thị nhịn không được thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt quá rồi. Nói xong lại nhìn sang Diêu Tâm Lan, phát hiện ra khuôn mặt tái mét của nàng ban nãy giờ đã hơi hồng hào trở lại, mồ hôi lạnh cũng đã không còn nữa. Tưởng Thị đến bên giường, nhìn Diêu Tâm Lan sau đó lại nhìn Tần Hoan, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Tần Sâm đến gần vuốt ve chán Diêu Tâm Lan, thấy hô hấp nàng ổn định lại mới buông lòng trái tim rồi sau đó đứng dậy nhìn tần hoan. Cửu muội muội thật sự không ngờ được ngươi lại tinh thông y thuật, tính mạng của tâm lan và hài nhi cũng may mà có ngươi, trước kia. Trước mắt nàng vẫn chưa hoàn toàn chuyển nguy thành an, ta nói đơn thuốc, ngươi ghi lại. Tần hoan cất ngân châm cẩn thận, không muốn hàn huyên vô nghĩa cùng với bọn họ, nếu nàng đã lựa chọn ra tay cứu Diêu Tâm Lan thì mạng của Diêu Tâm Lan mới là quan trọng hơn tất cả. Hạnh nhân, cam thảo, mỗi loại một tiền. Tiền là đơn vị đo lường thuốc đông y, một tiền bằng 3,125 gram. Nghe nàng đọc đơn thuốc, không ai dám sơ suất, tần sâm vội vàng đi lấy giấy bút. Mạch môn hai tiền, thôi tranh trắng 3 tiền, trùng nhũ, gừng khô mỗi loại 3 tiền, ngũ vị tử 2 tiền, ngạnh mễ ba tiền, thủy quốc một tiền, cắt nhỏ ra đun lên, ba bát sắc thành một bát, uống làm bốn lần, ngày ba lần còn đêm một lần. Tần Hoan nói chậm rãi rành mạch, sau đó nhìn Tần Sâm. Đã ghi là hết chưa? Tần Sâm mua bút như bay, vội vàng gật đầu. Đã ghi, đều đã ghi lại rồi. Tần Hoan cất ngân châm để sang bên cạnh rồi phất phất tay áo. Uống thuốc theo đơn này hai ngày, nếu như sau đó có chuyển biến tốt thì xem như đã cứu được hài tử, còn nếu không thì lại phải tiếp tục châm cứu. Nói xong hết Tần Hoan hơi ngừng lại, ánh mắt tất cả mọi người trong phòng nhìn nàng đều rất phức tạp, làm nàng cảm thấy sự xuất hiện của mình ở đây hơi đường đột. Vì thế Tần Hoan nói chậm lại. Thời gian không còn sớm nữa, ta đi về trước. Nàng nói xong thì đi luôn, đám người Tưởng thị nhìn chăm chú vào bóng lưng nàng cho đến khi đi khuất hẳn tầm mắt ai cũng không nói câu nào. Mặc thư, vừa rồi nó đã làm gì? Tần Hoan vừa đi khỏi, Tần Tương đã hỏi thẳng Mặc thư. Mặc thư vội trả lời. Cầu tiểu thư là giúp tiểu thư thi châm, rất nhanh sau đó tiểu thư đã nói là đỡ đau hơn rồi. Cầu tiểu thư lại bảo nô tỳ thay quần áo ướt mồ hôi ra cho tiểu thư, sau đó tiểu thư cũng khỏe lên rồi, nói chuyện cũng có sức lực hơn. Chỉ có điều một lúc sau tiểu thư lại bảo buồn ngủ rồi ngủ thiếp đi. Mặc thư ngừng lại một chút rồi nói, "Lúc cửu tiểu thư thi châm thì cực kỳ chuyên tâm, sau đó sắc mặt cũng không tốt." Tần Tương mím môi, nói không ra lời. Trong lòng Tường thị biết lời này của Mặc thư có dụng ý, hai mắt nheo lại không nói gì nữa. Vừa đúng lúc này thì Tần Lệ từ bên ngoài lao vọt vào. "Tổ mẫu, hoàng thần y đến rồi." Con tìm được rồi." Tần Lệ mặt đầy mồ hôi chạy vào, thấy mấy người trong phòng vẻ mặt không hề căng thẳng cuống quýt như ban nãy nữa rồi. Tần Lệ hơi sững sờ. "Làm sao vậy?" Đại Tẩu. Tần Sương từ nãy đến giờ vốn im lặng nay lại cắt lời Tần Lệ. "Hoàng thần y đến rồi thì để hoàng thần y xem đi. Ai biết đơn thuốc của nó có tác dụng gì hay không?" Nghe thấy thế mọi người cũng thấy có lý đúng lúc Hoàng Cẩm Nguyên thở hồng hộc đi vào trong. Thiếu phu nhân nhà các ngươi ở đâu? Chạy gấp còn hơn chạy giặc, suýt chút nữa lão phu chạy đến bỏ mạng luôn rồi. Tưởng thị không dám lơ là, vội nói. Thần y đến đây thì tốt rồi, mau đến xem đi. Nói xong tránh ra nhường đường, Hoàng Cẩm Nguyên liếc mắt một cái liền thấy được diêu tâm lan. Ông ta, ồ, một tiếng rồi đi đến bên cạnh giường, chớp chớp mắt sau đó lại cho mày, bắt mạch xong thì mày nhíu càng chặt. Tần tương hít mắt. Thần y, có phải đại tàu không ổn không? Hoàng cầm nguyên ngồi ở ghế thấp, hít vào thật sâu điều tức, rồi sau đó tức giận nhìn về đám người tần phù. Chẳng phải các ngươi nói không mời đại phu khác, chỉ chờ lão phu thôi sao? Mạng của lão phu suýt chút nữa bị nhị thiếu gia nhà các ngươi kéo bay đi mất luôn, thế nhưng thiếu phu nhân lại nằm yên yên ổn ổn ở đây ngủ. Các ngươi... Hoàng Cẩm Nguyên tức dựng dâu trợn mắt, rồi bất chợt lại trao mày. Vừa rồi là ai xem bệnh cho thiếu phu nhân các ngươi? Lâm Thị vội đáp. Chính là cửu cô nương trong phủ. Hoàng Cẩm Nguyên trợn trừng mắt, vỗ đùi nói. Tiểu y tiên, tiểu y tiên trong phủ các ngươi. Nói xong ánh mắt Hoàng Cẩm Nguyên đảo qua đảo lại rồi tức cười nhìn về đám người tưởng thị mỉa mai hóa ra là các ngươi lo lắng về y thuật của tiểu y tiên sau đó hoàng cẩm nguyên quay đầu nhìn diêu tâm lan trên giường đám người các ngươi đúng là cực kỳ sai lầm khí sắc và mạch tượng của thiếu phu nhân đích thực là vừa mới qua được một kiếp nạn nếu không có cửu cô nương mà cứ phải chờ lão phu tới lão phu cũng phải hao tâm tổn sức cực kỳ mới cứu được thiếu phu nhân còn hài tử trong bụng nàng có giữ được hay không thì càng không dám nói chắc Nói xong Hoàng Cẩm Nguyên giờ khóc giờ cười lắc đầu, nhất thời khiến cho mọi người trong tần phủ hơi đỏ mặt. Có kê đơn thuốc không? Mang ra đây cho lão phu nhìn một cái. Có. Tần Sâm ngay lập tức phản ứng kịp, đưa đơn thuốc cho Hoàng Cẩm Nguyên. Hoàng Cẩm Nguyên cầm trên tay rồi lại nheo mắt, rồi lại lắc đầu thở dài. Thật sự khiến người ta không thể tin được, cửu cô nương nhà các ngươi mới chỉ có 16 đến 17 tuổi thôi vậy mà trình độ y thuật lại có thể phi phàm như vậy. Hoàng cầm nguyên thả đơn thuốc lại bàn rồi đứng dậy, lập tức lao ra khỏi cửa. Từ nay về sau, tần phủ các ngươi bất luận bệnh nặng hay nhẹ đều không cần mời ta đến đây nữa, hoàng cầm nguyên ta từ nay cũng không dám nhận là đại phu hàng đầu thành cầm châu nữa. Ở phía bên này, bởi vì trời đã tối đen nên tần hoan và phục linh đi rất chậm chạp. Phục linh thở dài vị thiếu phu nhân này quá si mê thiếu gia, tiểu thư cứu thiếu phu nhân cũng là tác thành cho một đôi phu thê ân ái. Chỉ là không biết bọn họ có thể nhớ đến điểm tốt của tiểu thư không? Mải nói chuyện, hai người đã đi đến trước cửa Tây Hậu Viện. Nhìn tiểu viện hoang vu hẻo lánh này, đáy lòng Phục Linh không tránh được có chút cô đơn. Ngay lúc nàng định đi lên đầy cửa viện ra thì từ đằng xa truyền đến một chàng tiếng bước chân rồn rập. Cửu tiểu thư, cửu tiểu thư chờ đã. Vừa nghe thấy tiếng nói này, Tần Hoan và Phục Linh cùng quay lại, không lâu sau liền thấy Thái Hà dẫn theo hai tỷ nữ chạy về hướng này. Thái Hà khẽ chào Tần Hoan. Cửu tiểu thư, lão phu nhân nói kể từ hôm nay người đến ở trong Đinh Lan Nguyền ở phía trước. Nói xong nàng vung tay về hướng hai tỷ nữ phía sau. Nhanh, đi giúp cửu tiểu thư chuyển đồ đạc. Tần Hoan trao mày, nhanh như vậy tường thị đã thay đổi thái độ với nàng rồi à. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 23, Bóng Đen. Đinh Lan Uyển nằm ở phía đông hồ Bán Nguyệt, là một chỗ lịch sử tao nhà có hai tiểu viện bên trong, có tên như vậy bởi vì đây chính là vườn lan của tần phủ. Phục Linh Dương Dương nhìn gian phòng trải thảm đỏ treo màn hoa. Cuối cùng thì nô tỳ và tiểu thư cũng được chuyển ra khỏi Tây Hậu Viện, tiểu thư đã cứu thiếu phu nhân và tiểu thiếu gia, lão phu nhân cũng cảm kích tiểu thư rồi. Đổi sang một gian phòng hoa lệ tinh xảo, thế nhưng cảm xúc của tần hoan lại không có mảy may gợn sóng gì. Ánh mắt của nàng rơi vào bóng đêm đen như mực ngoài cửa sổ, gió đêm khẽ thổi mang theo hương hoa lan nhẹ nhàng phảng phất. Ngày xưa trong thầm phủ ở Kinh Thành, tiểu viện của nàng cũng có đủ mọi loại phong lan, vì phụ thân và mẫu thân nàng đều là người yêu lan. Tiểu thư, người làm sao vậy? Phục Linh khoác thêm áo choàng lên người Tần Hoan. Tiểu thư là nhớ lão gia phu nhân sao? Hay là nghĩ đến chuyện bên An Dương hầu phủ? Ngay lập tức Tần Hoan phục hồi tinh thần. Mỗi khi đêm xuống, nàng liền vô thức đắm chìm trong quá khứ. Đau đớn, bất lực, tuyệt vọng. Hận nhưng không biết phải hận người nào, thế nhưng nàng biết mình không thể để những cảm xúc này nhấn chìm bản thân, nàng phải luôn luôn tỉnh táo nhất định phải giải quyết những phiền toái trước mắt sau đó mới từng bước từng bước tiếp cận án oan của phụ thân từ khi sự việc xảy ra đã qua được nửa tháng không biết tình hình kinh thành giờ ra sao rồi có ai kêu oan thay cho phụ thân không án tử cần phi đã định chưa tần hoan nghiến răng gật đầu nhớ phụ thân và mẫu thân rồi phục linh nói giọng khàn khàn Lão gia và phu nhân thấy hoàn cảnh của tiểu thư ngày một tốt lên thì nhất định sẽ rất vui vẻ. Tần Hoan thở dài rồi đẩy cửa sổ ra, nàng nheo mắt hướng về phía Đông Bắc phủ. Thay đổi chỗ ở cũng khiến cho đường đến rừng trúc ngày một xa, lần trước đi là gặp tần lệ, sau đó nàng lại không có cơ hội. Thế nhưng Tần Hoan chưa từ bỏ ý định, nàng tuyệt đối tin rằng trong rừng trúc nhất định vẫn còn lưu lại chứng cứ. Hung thủ chắc chắn là người trong Tần phủ, có thể là ngày nào cũng gặp nàng, hoặc cũng có thể là cùng nàng đồng hành trên xe ngựa. Nguy cơ này thêm một ngày chưa trừ bỏ thì nàng có thêm một ngày nguy hiểm đến tính mạng. Tiểu thư đang nhìn gì thế? Tiểu thư muốn đi xem vườn lan bên ngoài à? Tần Hoan thu mắt lại. Muốn đi xem, nhưng bây giờ muộn lắm rồi, để mai rồi đi. Đi mang mấy chậu phong lan vào trồng ở trong phòng. Như vậy liền không cần đốt hương nữa rồi." Phục Linh khẽ cười. "Cần gì phải chờ đến ngày mai, nô tỳ ngay lập tức bê vào cho người." Phục Linh nói xong liền chạy ra ngoài. "Tiểu thư có biết chỗ này chúng ta có một cửa hông, là cửa nối thẳng đến vườn lan." Đêm càng về khuya, Tần Hoan chỉ muốn ngăn Phục Linh lại, nhưng nhìn dáng vẻ phấn khởi hưng hực kia của Phục Linh thì nàng không nói lời nào nữa. Buộc chặt áo choàng rồi Tần Hoan theo Phục Linh ra ngoài. Tần Hoan đứng dưới mái nhà cong, nhìn Phục Linh châm đèn lồng đi về hướng vườn lan. Phục Linh đi thẳng theo hành lang, rất nhanh liền đến trước cửa hông, nàng vui vui mừng mừng đi vào vườn lan, lúc này Tần Hoan mới thu lại tầm mắt. Tiểu viện này đặc biệt yên tĩnh tao nhã, ở giữa vườn có đủ mọi loại phong lan, trong góc là một cây cổ liễu thân cành đan cài với hoa hồng tạo thành một bờ tường hoa nở rộ, làm cho tiểu viện này tươi đẹp hẳn lên. Tần hoan cẩn thận đi khắp vườn hoa, trái tim đau đớn cũng từ từ bình yên trở lại. À! Tần hoan đang định bước xuống bậc thềm thì đột nhiên một tiếng hét chói tai vang lên. Âm thanh kia là truyền đến từ hướng vườn lan, là tiếng của phục linh, lông mày tần hoan nhíu chặt, cất bước chạy về hướng vườn lan. Phục Linh. Phục Linh em làm sao thế? Tần Hoan vừa mới chạy đến bên cạnh cửa hông, Phục Linh mặt kinh hoàng biến sắc chạy đến va vào người nàng. Tiểu thư, có người. Bên trong vườn lan có người. Đèn lồng trong tay Phục Linh đã rơi mất từ lúc nào, trên mặt chỉ có vẻ hoàng sợ. Tần Hoan nắm lấy tay nàng. Đừng sợ, đừng sợ, có phải e nhìn nhầm thợ làm vườn không? Hay là hạ nhân khác? Phục Linh bị dọa suýt khóc, vội vàng lắc đầu. Không phải, không phải đâu, không phải thợ làm vườn đâu, nô tỳ đang định bê chậu hoa về cho tiểu thư thì thấy người đó đứng ở đằng sau giàn hoa, tiểu thư, sợ chết nô tỳ rồi. Tần Hoan nhíu chặt mày, nàng nhanh chóng xoay người lại, cầm lấy đèn lồng ở dưới mái hiên rồi quét mắt ra xung quanh, sau đó tôm lấy cái sẻng ở bên cạnh cửa hông định đi vào trong vườn lan. Tiểu thư, người muốn làm gì? tim tần hoan đập loạn nhịp, nhưng tay sách đèn lồng của nàng cũng rất ổn định không hề run dày. Đi xem xem. Phục linh túm chặt tần hoan lại. Tiểu thư, đừng đi, buổi đêm người kia trốn trong vườn lan thì chắc chắn không phải người người tốt đẹp gì, nói không chừng, nói không chừng là muốn đến chỗ chúng ta ăn trộm, nô no tỳ sợ. Tần hoan lấy lại bình tĩnh. Ta đi đặt trước, em đi theo sau ta là được, chỗ này không phải ở phía tây, chỉ cần hô lên là sẽ có người nghe thấy. Đừng sợ, chúng ta đi xem xem rốt cuộc là người nào. Phục Linh còn chưa hết hoảng sợ, nhưng nhìn dáng vẻ điềm tĩnh của Tần Hoan ngược lại có thêm chút can đảm. Phục Linh, vâng, một tiếng, tự mình cũng tung lấy một cây chổi, sau đó cùng Tần Hoan đi vào trong vườn lan. Vườn lan rất rộng lớn, dưới đất là những luống hoa đào xen kẽ nhau tạo thành ô vuông như bàn cờ, trên đó trồng đều là mầm phong lan và các giống hoa lan phổ thông khác. Cây non lớn lên đều đặt vào chậu, được chăm sóc cẩn thận để tạo thành những chậu hoa đẹp nhất. Từng chậu từng chậu đặt lên trên xung quanh giàn hoa bên trên, giàn hoa cao hơn thân người, nên nếu như có người đang trốn ở đó, thì trừ khi nhấc mấy chậu hoa lên chứ nếu không thì căn bản sẽ không nhìn thấy. Tiểu thư là ở chỗ này. Một tay phục linh dơ lên chỉ tay còn lại nắm chặt cái chổi. Tần Hoan nhìn ra xung quanh, hiện tại trong vườn mùi hoa lan thơm say lòng người, thế nhưng lại yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng kim rơi. Tần Hoan cất bước đi về hướng giàn hoa mà Phục Linh vừa chỉ. Vừa đến gần, Tần Hoan nhìn thấy đèn lồng ban nãy Phục Linh làm rơi trên mặt đất. Đèn đã tắt rồi, bên cạnh còn có một chậu lan do bị rơi xuống nên đã vỡ tan tành, còn có hai chậu lan khác được lấy xuống để ở trên mặt đất. Vừa rồi Nô Tỷ ở trong này, ban đầu chọn được hai chậu để xuống đất, đến lúc đi bê chậu cây thứ ba thì chợt phát hiện một góc áo bào. Nô Tỷ cảm thấy không đúng lắm nên mới tập trung nhìn vào, không ngờ là có một người đứng ở phía sau giàn hoa. Lời của Phục Linh làm Tần Hoan lạnh sống lưng, nàng lấy lại bình tĩnh rồi đi đến phía sau giàn hoa. Nô Tỷ sợ đến mức hét lên một tiếng. Đèn lồng trong tay và chậu hoa cũng rơi xuống đất, lúc đó nô tỳ chẳng quan tâm đến gì nữa, chỉ quay đầu chạy về phía tiểu thư. Phía sau giàn hoa trống không, người đương nhiên là đã chạy mất rồi. Có nhìn rõ diện mạo không? Không thấy. Thế y phục thì sao? Phục Linh nhăn nhó. Không nhìn rõ, lúc đó sau giàn hoa tối lắm, nô tỳ chỉ cảm thấy hắn mặc y phục tối màu. Ánh mắt Tần Hoan hơi mờ mịt. Trời đêm càng lúc càng tối, nếu là đến ngắm hoa thì chắc chắn không thể đến ngắm vào giờ này. Mà người đến không thắp đèn lồng, rõ ràng là đã nhìn thấy Phục Linh nhưng lại không lên tiếng, sau khi bị Phục Linh phát hiện cũng không giải thích gì, ngược lại lại chạy mất. Nếu là đến ăn trộm. Tần Hoan quay đầu nhìn về phía cửa hông tiến vào Đinh Lan Viễn cách chỗ này khoảng hơn 20 bước chân, sau đó lắc lắc đầu tối nay các nàng mới truyền đến đây, việc này trên dưới phủ đều đã biết, nếu như đến trộm đồ thì chắc hẳn cũng không đến trộm vào tối nay. Mà xung quanh vườn lan của có duy nhất một viện là Đinh Lan Uyên. Tần Hoan nhíu mày, người này chắc chắn là đến để theo dõi các nàng. Từ lúc xác định cửu tiểu thư là bị mưu sát, Tần Hoan luôn biết hung thủ nhất định sẽ từ một nơi bí mật gần đó để quan sát động tĩnh của các nàng. Chẳng lẽ người vừa đứng ở đây chính là kẻ đã giết Cửu tiểu thư? Đêm lạnh run người, gió đêm cắt qua đôi má Tần Hoan khiến nàng theo bản năng siết chặt cổ áo. Đúng như nàng đã từng nghĩ, hung thủ ở ngay bên cạnh nàng. Các người đang làm gì thế? Tần Hoan đang trầm tư, một tiếng nói đột nhiên vang lên, mí mắt Tần Hoan run rẩy nhìn về phía phát ra âm thanh vừa quay đầu lại đã thấy đại thiếu gia tần phủ tần sâm đứng ở ngay cạnh cửa hông. Hắn vẫn mặc bộ y phục màu xanh lá trúc ban nãy, nho nhã tuấn tú. Trường 24 tặng quà. Đại thiếu gia. Tay Phục Linh vẫn cầm chặt cái chổi không biết là có nên vứt xuống hay không, nhưng vẫn cúi đầu hành lễ. Tần Sâm bước nhanh đến, nhìn thấy chủ tớ Tần Hoan nên rất kinh ngạc. Chủ tớ các ngươi. Sao lại? Ngay lập tức Tần Hoan nhìn xuống đế giày của Tần Sâm. Bởi vì bên trong vườn lan có ruộng trồng hoa, đất đai ở trong đó cũng khác với bên ngoài, cho nên nếu đã đi vào đây thì chắc chắn dưới đế giày sẽ dính đất. Thế nhưng đế giày Tần Sâm lại rất khô ráo sạch sẽ. Đại thiếu gia, có người trốn trong vườn lan. Tần Sâm khí chất nho nhã, ánh mắt khi nhìn vào người khác cũng rất dịu dàng. Trong tần phủ, hiếm có người nào đối đãi với chủ tớ tần hoan tốt như hắn. Phục Linh nhẹn ngào, hơi có chút oan ức, kể lề. Có người trốn. Tần sâm nhăn mặt rồi nhìn ra xung quanh. Sao có thể có người trốn ở đây? Có khi các ngươi nhìn nhầm rồi không? Không phải, nô. No. Phục Linh còn muốn nói tiếp, nhưng tần hoan lấy khuỷu tay huyết huyết sang. Ban nãy Phục Linh định bê hai chậu hoa lan vào trong phòng nhưng lại bị tiếng động làm cho hoảng sợ. Muội không yên tâm nên mới đi cùng đến đây nhìn, có thể. Chỉ là tiếng gió thôi, em ấy nghe nhầm rồi. Tần Hoan dựng sảnh sang bên cạnh, quay trở lại dáng vẻ bình tĩnh đoan trang vốn có. Đêm đã khuya lắm rồi, chắc chắn là nhìn nhầm. Tần Sâm khẽ cười, ánh mắt nhìn Tần Hoan cực kỳ dịu dàng thân thiết có điều hai đứa chỉ là tiểu cô nương sao dám tự đi qua đó. Nếu muốn đi cũng phải gọi Nam Bộc đi chung chứ. Tần Hoan ngoan ngoãn. Vâng, đại ca nói đúng, là Tần Hoan sơ xuất. Tần Sâm lại nhìn lướt qua vườn lan. Không có việc gì là tốt, ngày mai ta cho người đóng cửa vườn rồi chỉnh đốn lại, hàng ngày các ngươi cứ khóa ký cửa hông lại là được. Đi thôi, đi ra đây xem lễ vật ta mang đến cho muội. Hóa ra Tần Sâm đến Đinh Lan Huyền là để tặng quà. Tần Sâm quay người đi đằng trước, Tần Hoan và Phục Linh vội vàng chạy theo sau. Ngoài Tần Sâm ra thì bên cạnh hắn còn có một gã sai vặt là Trừng Tâm. Tay Trừng Tâm bê một cái hộp gấm, thấy Tần Sâm quay lại thì vội vàng đưa lại vào tay Tần Sâm. Bây giờ quá muộn rồi nên đại ca không vào trong phòng nữa, vốn định sáng mai mới cho người mang đến thế nhưng vừa nghĩ đến muội cứu mạng Lan Nhi mà ta còn chưa nói lời cảm tạ đàng hoàng nên trong lòng không yên. Tần Sâm nói xong liền mở hộp gấm ra. Đây là bộ cài tóc lam bảo thạch ngày trước ta mua cho Lan Nhi, Lan Nhi cực kỳ yêu thích nên mới không nỡ mang ra dùng. Hôm nay muội cứu mẫu tử Lan Nhi, đây chỉ là một chút tâm ý của chúng ta. Lam bảo thạch là đá sapphire nhé, không phải ngọc bích như nhiều bản converse hộp vừa mở ra ánh sáng châu báu lấp lánh liền tràn ra bên ngoài. Tần Hoan nhíu mày, nàng thoáng do dự, món quà này thật quá quý giá. Nhìn thấy Tần Hoan không nhận, Tần Sâm lại nói: "Lan Nhi đã tỉnh lại, thuốc cũng uống rồi, đây là do nàng ấy tự mình chọn. Nếu như cửu muội muội không cần tức là ghét bỏ chúng ta chọn lễ vật không hợp ý muội rồi sao?" Tần Hoan ngước mắt nhìn thẳng vào Tần Sâm. Vị đại thiếu gia Tần phủ, tam phòng này có một đôi mắt cực kỳ dịu dàng, cộng thêm hắn có nụ cười khiến người ta cảm giác như vừa được tắm gió xuân, lòng cảnh giác của Tần Hoan đã vơi đi ít nhiều. Tần Hoan nhận lấy hộp gấm. "Cảm ơn đại ca." Nàng cũng không phải thiện nam tín nữ gì, nhưng hoàn cảnh trước mắt nàng rất khó khăn, chẳng có lý do gì mà không nhận cả. Tần Sâm thở phào, hắn cười rộ lên như vậy là tốt rồi thân thể của lan nhi vẫn còn phải phiền cửu muội muội nhiều nói xong hắn lại nhìn xung quanh viện trước kia ủy khuất muội sau này muội thấy trong viện thiếu cái gì cứ nói với đại ca một tiếng là được trước đây lan nhi rất ít gặp muội lần này muội cứu nàng nàng nói tính tình muội trầm tĩnh nên rất yêu thích muội nếu muội rảnh rỗi thì cứ đến tâm sự với nàng ấy nhiều một chút tần hoan không đáp lại chỉ gật đầu Tần Sâm thấy Tần Hoan hơi lạnh nhạt, hắn do dự một chút rồi lại nói. Cửu muội muội, chuyện muội rơi xuống hồ đại ca cũng vừa nghe nói, cho dù nghĩ quẩn trong lòng thì cũng không thể coi thường mạng sống của mình như vậy. Sau này muội tuyệt đối đừng làm thế nữa, nghe nói sau khi muội tỉnh dậy lại bị bệnh, hiện tại đã khỏi chưa? Tần Hoan mím môi, cụp mắt xuống. Đã tốt lên rất nhiều rồi, đại ca yên tâm. Phục Linh vừa nghe Tần Sâm nhắc đến chuyện này thì trong lòng lại hơi đau xót, sau đó dường như lại cực kỳ tin tưởng Tần Sâm. Đại thiếu gia không biết đấy thôi, lần đó tiểu thư bị thương ở đầu, đã quên đi rất nhiều chuyện trước đây rồi. Ánh mắt Tần Sâm hơi mang theo sự thương tiếc. "Cửu muội muội, trước đây trong phủ đối xử với muội không tốt, sau này sẽ tốt hơn, muội." "Đa tạ đại ca quan tâm." Tần Hoan cắt ngang lời Tần Sâm. Giờ cũng muộn lắm rồi, đại ca xin quay về đi. Tần Sâm định nói tiếp lại thôi, nhìn dáng vẻ cúi đầu cụp mắt của Tần Hoan, đương nhiên hắn hiểu nàng không muốn tiếp tục nói đến chuyện này. Tần Sâm thở dài. Vậy đi, các người vào trong ngủ, đại ca đi đây. Hắn nói xong liền xoay người ra về. Nhìn hắn đi rồi, ánh mắt Tần Hoan hơi tối xuống. Tiểu thư đây là trang sức của cẩm tú phường trong thành đừng nói là thành cẩm châu ngay cả toàn bộ phía nam đều biết danh tiếng của cẩm tú phường trang sức của bọn họ đều được đặt làm theo yêu cầu của quan lại quyền quý người bình thường có muốn cũng không mua được lam bảo thạch này luận màu sắc hay phẩm chất đá cũng đều là thượng thừa nhất định cũng đã phải tốn rất nhiều tiền tiểu thư tính tình đại thiếu gia khiêm tốn không hề tự cao tự đại tài thức cũng cực kỳ cao trong cả tần phủ coi như chỉ có hắn đối tốt với chúng ta. Tần Hoan quay đầu lại. Sao lại nói thế? Phục Linh thở dài. Tiểu thư quên rồi, ngày trước đại thiếu gia thường ra bên ngoài đi học, thế nhưng mỗi lần về phủ đều gọi người đưa chút ngân lượng cho chúng ta, cũng đã trợ giúp chúng ta nhiều lần rồi. Chẳng trách thái độ Phục Linh tỏ ra rất thân thiện với Tần Sâm, Tần Hoan quay đầu nhìn về phía cửa viện rồi lại nhìn qua cửa hông. Em đi khóa cửa hông lại rồi chúng ta đi nghỉ ngơi thôi." Phục Linh nhớ đến bóng người ban nãy nên không dám lơ là, vội vàng chạy đi lấy khóa để khóa cửa hông, lúc quay lại còn nói: "Vừa rồi sao không cho nô tỳ nói hết, tính tình đại thiếu gia Lương Thiện, nhất định sẽ giúp chúng ta điều tra." Trong mắt Tần Hoan ánh lên vẻ sắc bén. "Cha không được, đêm đã khuya rồi, xung quanh vườn lan lại thông với rất nhiều nơi, ngay cả hắn cũng sẽ không vì chúng ta mà điều động nhân lực." Động tĩnh càng lớn thì sẽ rốt dây động rừng. Rốt cuộc là ai? Nô Tỳ khẳng định đấy là bóng người. Tần Hoan nằm trên giường, trong lòng có hơi bất an. "Phục Linh, sau này chúng ta đi lại ở Tần phủ phải cẩn thận hơn." Phục Linh ngủ trên giường nhỏ ở ngay gần, nghe thấy liền, "Vâng, một tiếng." Dường như nàng cảm nhận được câu nói này của Tần Hoan có hơi bất thường nên cũng hồi hộp. "Tiểu thư" cảm thấy người đó có ác ý. Không chỉ là có ác ý, mà có khi còn có sát ý. Trong lòng Tần Hoan nghĩ vậy nhưng cũng không thể nói thẳng ra với Phục Linh. Người trong phủ trước giờ đều không thích chúng ta, thận trọng hơn cũng tốt. Phục Linh thở phào. Tiểu thư là sợ chúng ta chọc phải phiền toái thị phi. Tiểu thư yên tâm, chuyện này nô tỳ biết rồi. Hơi ngừng lại, Phục Linh lại sợ hãi bọc kín người bên trong chăn gấm. "Tiểu thư, tối nay chúng ta đừng tắt đèn." Màn che nhẹ buông, Phục Linh lờ mờ nhìn thấy bóng Tần Hoan đang nằm. Tần Hoan không nói chuyện, Phục Linh sợ run cầm cập. Nô tỳ nhớ đến dáng vẻ của tiểu thư nhà Tống Quốc công, cũng không biết là ai lại có thể tàn nhẫn hại chết Tống gia tiểu thư như vậy, trên đời sao có thể có người cực kỳ hung ác như thế. Lúc Phục Linh nói câu này, Tần Hoan cũng truyền suy nghĩ từ chuyện cửu tiểu thư bị giết sang vụ án mạng kỳ quái đáng sợ này. Phải là người như thế nào mới dùng phương pháp tàn nhẫn như vậy để giết chết một vị tân nương? Nghĩ rồi lại nghĩ, cứ như chỉ có ma quỷ mới có thể điên cuồng mất trí như vậy. Nhưng kinh nghiệm lúc trước đi theo phụ thân tiếp xúc với hình mục lại làm cho Tần Hoan biết rõ ràng không có ma quỷ nào ở đây cả, hung thủ đôi khi chỉ là một người hết sức bình thường là người không ai để mắt đến, có thể là người cùng ngươi trò chuyện sớm tối, cũng có thể là người ngồi cùng bàn ăn cơm chung với ngươi. Chương 25, phạm sai lầm. Tiểu thư, Mặc thư đến. Vừa ăn sáng xong, tỷ nữ thiếp thân Mặc thư của Diêu Tâm Lan đã đến Đinh Lan Uyển. Tần Hoan biết lý do Mặc thư đến nên gật đầu. Bảo nàng tiến vào đi. Không lâu sau Mặc thư đã vào trong noãn các vừa vào cửa, mặc thư đã quỳ xuống hành một đại lễ. thỉnh an cửu tiểu thư, bái tạ cửu tiểu thư đã cứu mạng tiểu thư nhà ta. tần hoan ngồi trên sạp nhỏ bên cửa sổ, trên án kỷ trước mặt có một bàn cờ đang đánh giờ. nghe thấy thế, nàng quay sang nhìn mặc thư. chỉ là tiện tay thôi, đêm qua đại ca đã đến tạ ơn rồi. ngươi đứng lên đi. mặc thư vẫn chưa đứng dậy, chỉ ngẩng đầu lên nhìn tần hoan vừa nhìn thấy nàng mặc thư liền sửng sốt ánh nắng mặt trời sáng sớm chiếu xiên qua song cửa sổ xung quanh tần hoan như được mạ lên một tầng ánh sáng vàng hôm nay tần hoan mặc bộ váy áo màu xanh lơ nhã nhặn dây đai kết ngang ngực làm bằng tơ lụa màu xanh ra trời trên vai là áo khoác gấm cùng màu từ góc độ của mặc thư nhìn sang tần hoan có tướng mũi phú quý lông mi đen mượt như lông chim đôi mắt trong vắt như nước hồ thu Gương mặt yêu kiều trắng nõn nà, ấn đường nàng như tỏa ra một loại linh khí cực kỳ thuần khiết thanh cao, toàn thân nàng tỏa sáng khiến cho người ta mê muội. Mặc Thư chưa bao giờ được gặp người nào đẹp như vị cửu tiểu thư trước nay không ai biết đến của Tần phủ này. Có thể do Mặc Thư nhìn ngơ ngẩn một lúc lâu chưa đứng lên nên Tần Hoan lại quay đầu lại, hơi thắc mắc nhìn Mặc Thư. Phát hiện ra bản thân mình thất thố, Mặc Thư vội vàng cúi đầu. Cửu tiểu thư, xin người đến Lâm Phong viện bắt mạch cho tiểu thư, thân thể tiểu thư đã tốt lên rồi nhưng mọi người vẫn còn lo lắng. Tần Hoan hơi kinh ngạc, nàng cứ tưởng là Mặc thư chỉ đến để nói lời cảm ơn. Tần Hoan nhìn Mặc thư, ánh mắt hơi tối. Hoàng thần y đâu? Sắc mặt Mặc thư hơi lúng túng. Đêm qua hoàng thần y đã đến, nhưng sau khi nhìn thấy đơn thuốc của Cửu tiểu thư, Hoàng thần y nói y thuật của mình không còn là độc nhất ở thành Cẩm Châu, sau này cũng sẽ không đến tần phủ trị bệnh nữa. Tần Hoan nhớn mày, trong lòng thấy hơi giờ khóc giờ cười. Nàng còn chưa gặp Hoàng Cẩm Nguyên lần nào, không biết tính tình người này ra sao, thế nhưng ông ấy đã có y thuật cao thâm thì tính cách hơi cổ quái cũng là lẽ thường tình. Mà thái độ của Hoàng Cẩm Nguyên như vậy chính là một cách khẳng định cho y thuật của nàng không chỉ thế còn vô tình giúp nàng tạo dựng thanh danh. Tần Hoan nghi hoặc, rốt cuộc là ông ta cố tình hay chỉ vô ý? Tần Hoan không định một mình ôm đồm bệnh tình của Diêu Tâm Lan. Trong suy nghĩ của nàng thì Tưởng Thị cũng sẽ không để nàng tiếp tục chữa trị cho Diêu Tâm Lan. Thế nhưng nàng không ngờ Mặc Thư lại đến đây. Mời ta xem bệnh là ý của ai? Mặc Thư trả lời ngay. Là ý của tiểu thư nhà ta và thiếu gia. Tần Hoan nheo mắt. Hôm nay lão phu nhân đã qua thăm tiểu thư nhà ngươi chưa? Mặc Thư lại gật đầu. Có đến thăm rồi. Tưởng thị đã đến, nhưng vẫn để Mặc Thư đi gọi nàng, có nghĩa là Tưởng thị ngầm đồng ý rồi hả? Phục Linh ở bên cạnh nghe xong lại do dự. Tiểu thư, em đi chuẩn bị rồi chúng ta qua đó. Suy cho cùng thì cũng đã học y nhiều năm. Tần Hoan có thể cứu người xa lạ ở ven đường thì đương nhiên nàng cũng có thể cứu Diêu Tâm Lan. Ra khỏi Đinh Lan Uyển đi thẳng về phía nam, không lâu sau liền đến Lâm Phong Viện, mới vừa đến cửa thì tiếng nói chuyện bên trong đã vang ra. Chẳng phải trước đây nói nó toàn thân đều có sát khí, khắc chết cha mẹ, cả người đều xui xẻo à. Nhưng nghe nói hôm qua nó thực sự đã cứu thiếu phu nhân, ngay cả Hoàng Thần Y đến xem rồi cũng nói y thuật của nó cũng lợi hại lắm khụ khụ, cửu tiểu thư mời vào. Mặc thư ho khan mấy tiếng rồi dẫn tần hoan vào trong viện. Bên trong lâm phong viện, tiếng nói ban nãy là tiếng của mấy phụ nhân ăn mặc quần áo chỉnh tề. Mấy người này tuổi tác không giống nhau, thế nhưng tất vả đều rất xinh đẹp. Tần Hoan chỉ liếc mắt một cái đã biết thân phận của mấy người này. Chư vị di nước không cần chờ nữa, hôm nay không gặp chư vị được rồi hiện tại thiếu phu nhân đang chờ cửu tiểu thư đến bắt mạch. Mặc thư vừa nói xong thì một phụ nhân mặc váy áo đỏ tươi đứng bật dậy. Phụ nhân này không quá 24 tuổi, y phục diễm lệ, dung mạo cũng thuộc dạng môi đỏ răng trắng mắt phượng mày ngài. Đáng tiếc trên mặt nàng đắp son phấn quá dày làm che mất đi nét đẹp tự nhiên vốn có của nàng. Tần Hoan cảm thấy còn có rất nhiều bụi phấn bay từ trên mặt nàng ta xuống theo mỗi bước chân trên đầu nàng ta vẫn thiền kế nụ cười đẹp mê hoặc lòng người nàng vừa bước đi vừa lúc lắc eo nhỏ lại cộng thêm khăn tay đỏ ửng ve vẩy trong tay cả người nàng toát lên nét phong tình vạn trùng nhưng nói năng lại có hơi lỗ mãng vậy mà lại không biết cửu tiểu thư đúng là bồ tát sống cứu khổ cứu nạn ở trong phủ đã bao nhiêu ngày rồi mà không thấy cửu tiểu thư ra khỏi phủ cũng không để lộ tài năng nói xong nàng ta đánh giá tần hoan từ trên xuống dưới cửu tiểu thư còn nhỏ tuổi, học y thuật từ đâu vậy? Tần Hoan căn bản không muốn nhìn bản mặt bà Ma Tít của nàng ta, nhưng nàng vẫn phải tiến lên đáp lời. Tần Hoan tranh thủ liếc nhìn sang nàng ta một cái, thế nhưng Tần Hoan lập tức nhăn mày. Mặc thư ở bên cạnh cũng nhăn mày. Bát di nương, cửu tiểu thư là được thiếu gia và thiếu phu nhân mời đến bắt mạch, xin lỗi không tiếp được rồi. Gia chủ tần gia tam phòng là tần an, phong lưu thành tính, mỹ thiếp trong phủ có rất nhiều, tần hoan sớm đã nghe nói. Mà ở Đại Chu thì địa vị của thiếp thất cùng với Gia Nô cũng không khác nhau là mấy, cho nên mấy vị mỹ thiếp này mặc dù được sủng ái nhưng tần hoan cũng không định để tâm đến bọn họ. Nghe được lời đó của Mặc Thư, Tần Hoan lại liếc mắt nhìn vị bát di nương kia một cái rồi lập tức đi vào bên trong. Cầu tiểu thư đã biết y thuật thì sau này có định mở cửa khám bệnh hay không? cũng không biết người đến khám có cần phải tôn quý hay không bát di nương vừa cười vừa nói rõ ràng là trong giọng nói còn có vẻ khinh thường mặc dù đại phu luôn được người ta xem trọng nhưng suy cho cùng thì cũng chỉ là một loại nghề nghiệp tần hoan là nữ nhi dòng chính của tần phủ sao lại có thể xuất đầu lộ diện khám bệnh cho người ta chứ mặc thư nghe thấy thế có hơi khó xử còn tần hoan bỗng dừng chân lại nàng xoay người cười cười nhìn bát di nương. Di nương hỏi như vậy là muốn khám bệnh. Ý cười trên mặt bát di nương tiêu tán không ít, thân phận nàng ta thấp kém. Thế nhưng mọi người đều biết địa vị cửu tiểu thư này trong phủ còn không bằng nàng ta. Nàng ta ý vào việc mình được sủng ái nên cợt nhà vài câu, không ngờ là tần hoan lại hỏi ngược lại. Bát di nương không cười nữa, nhưng ý cười của tần hoan lại càng thêm sâu sắc nàng chỉ nhẹ nhàng bình thản nhìn chằm chằm vào bát di nương biểu cảm của bát di nương hơi quái dị nàng siết chặt khăn tay cưỡng ép bản thân nở nụ cười gượng gạo sao sao có thể chứ cửu tiểu thư nói đùa tần hoan nhếch miệng cười không cần phải nhiều lời nữa xoay người đi vào trong phòng bên ngoài mọi người đưa mắt nhìn nhau không ngờ được bát di nương xưa giờ vẫn luôn lắm mồm cay nhiệt không phân nặng nhẹ thế mà lại trở nên ngoan ngoãn rồi. Trong phòng diêu tâm lan nằm trên giường nhìn sang tần hoan xin lỗi. Tính nết liễu thị xưa nay đều không tốt, cử muội muội tuyệt đối đừng so đo với nàng ta. Đích thực là diêu tâm lan đã khỏe lên rất nhiều, mặc dù người trông vẫn tiểu tủy nhưng trên mặt đã hồng hào trở lại, hơi thở cũng mạnh mẽ lên rất nhiều. Tần hoan lắc lắc đầu, ngồi xuống bên cạnh vươn tay về phía nàng. Diêu tâm lan nói tiếp. Vốn là sâm ca cũng chờ muội đến, thế nhưng mấy ngày nay thư ở Kinh Thành gửi đến quá nhiều nên vừa mới đi ra thư phòng rồi. Đợi lát nữa ta gọi Tương Nhi và Sương Nhi đến, muội ở lại ăn trưa cùng chúng ta luôn được không? Đáy mắt tần hoan hơi tối lại, mấy ngày nay thư từ Kinh Thành đến nhiều. Trong lòng tần hoan bốn bề dậy sóng, Diêu tâm lan chân thành như thế nhưng tần hoan vẫn lắc đầu. Không cần đâu. Còn chưa kịp nói xong thì đã nghe thấy tiếng bước chân ở bên ngoài, ngay sau đó là giọng nói của tần sương. Vì cái gì mà đại tẩu lại giữ nó lại ăn cơm? Tổ mẫu đổi chỗ ở cho nó, đại ca tặng nó lễ vật vô giá, như thế là quá đủ không phụ lòng nó rồi. Tần hoan quay đầu lại, tỉ muội tần tương và tần sương cùng nhau bước vào đã trải qua hai lần ăn khổ rồi mà Tần Sương vẫn không ghi nhớ. Tối hôm qua còn hơi sợ hãi Tần Hoan thế nhưng bây giờ lại chứng nào tật nấy. Diêu Tâm Lan vội hỏi. Sương muội muội đừng nói như vậy, cửu muội muội đã cứu tính mạng mẫu tử chúng ta, bất kể có tặng bao nhiêu lễ vật thì cũng không đủ. Mặc dù Tần Sương bên ngoài cứng miệng thế nhưng trong lòng vẫn run sợ ánh mắt của Tần Hoan, nàng theo bản năng nhìn về phía Tần Tương nhìn thấy ánh mắt cổ vũ của tần tương liền có thêm dũng khí ưỡn ngực lên nói tiếp. Đại tẩu quá nuông chiều nó rồi, nó đến tần phủ 4 năm, ăn của chúng ta uống của chúng ta, bây giờ đại tàu để nó xem bệnh cũng là cất nhắc nó. Nó lại thật sự coi bản thân mình là y tiên rồi à. Tần Hoan rốt bàn tay đang bắt mạch cho diêu tâm lan lại, khẽ cau mày. Tần Sương nhìn thì ngang ngược lắm mồm thế thôi, nhưng thật ra là con hổ giấy trái lại, tần tương thì. Ngươi nhìn cái gì vậy? Ta nói không đúng à? Tần Sương nghĩ đến hai lần bị ăn khổ trong tay Tần Hoan, trong lòng bất ức bị đè nén, không dám nói nhiều trước mặt Tần Hoan, thế nhưng nàng ta được Tần Tương xúi dục phía sau nên nhân tiện mượn cơ hội này làm càn. Ngươi đừng tưởng là bản thân mình được Thái trưởng Công Chúa coi trọng liền vô pháp vô thiên, Thái trưởng Công Chúa thì sao chứ? bà ta không thể quản đến việc bên trong tần phủ chúng ta, nghe nói bà ta đã lớn tuổi lại mắc thêm bệnh nặng, hiện tại còn không biết là còn được bao nhiêu ngày. Im miệng. Tần Sương đang vênh váo nạt nộ thì một tiếng quát chói tay đột nhiên vang lên từ ngoài cửa. Tần Sương bị quát sợ đến run rẩy, sau đó mới phản ứng được bản thân mình vừa nói gì, sau đó nữa mới phát hiện ra ai vừa mới quát nàng. Khuôn mặt nàng ngay lập tức trắng bệch, nàng xoay người lại. Tổ mẫu, con chỉ là. Còn chưa kịp nói xong, cả người tần xương cứng đờ như rơi vào hầm băng. Mồ hôi lạnh chảy như mưa, tần xương biết nàng vừa mới phạm phải sai lầm cực kỳ lớn rồi. Bởi vì giờ phút này người đứng ở bên cạnh tường thị đang lạnh lùng nhìn nàng chính là An Dương Hầu Phủ Nhạc Ngưng Quận Chúa. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn